Hội cựu chiến binh tỉnh vừa phối hợp với Hội cựu chiến binh huyện Gia Viễn tổ chức lễ khánh thành nhà nghĩa tình đồng đội cho cựu chiến binh Nguyễn Đình Hân ở thôn Tây Chi Phong, xã Gia Trung, huyện Gia Viễn. Hoàn cảnh gia đình ông Hân hết sức khó khăn, bản thân ông thường xuyên đau ốm, bệnh tật. Nhiều năm nay căn nhà cấp 4 của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, rất nguy hiểm khi trời mưa bão. Trước hoàn cảnh ấy, Hội cựu chiến binh tỉnh đã trích quỹ nghĩa tình đồng đội hỗ trợ số tiền 50 triệu đồng giúp gia đình xây dựng nhà mới. Sau hơn 2 tháng thi công khẩn trương, đến nay ngôi nhà đã hoàn thành và đưa vào sử dụng với diện tích 48 m², tổng kinh phí xây dựng hơn 210 triệu đồng. Trong đó, Hội cựu chiến binh tỉnh hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại nguồn vốn tiết kiệm của gia đình cùng với sự ủng hộ của anh em dòng họ, sự giúp đỡ của chính quyền địa phương và bà con thôn xóm. Đây là công trình chào mừng Đại hội Hội cựu chiến binh các cấp nhiệm kỳ 2022-2027. Trong năm 2021, Hội cựu chiến binh tỉnh đã hỗ trợ xây mới, sửa chữa 10 nhà cho hội viên cựu chiến binh có khó khăn về nhà ở trong tỉnh với số tiền trên 400 triệu đồng.